Rồi ông mất lúc mà cụ ông còn sống là vẫn sống ở chỗ này luôn? Ông ngủ đây, bà ngủ trên giường, ông chạy chiếu đây nè. Dạ. Có cái bố mà ông không nằm, chạy đây, xe ba gác để đây. Chào cả nhà, cô bác, anh chị. Thì hôm nay trên cái đoạn đường mình có dịp về Cần Thơ, mình sẽ tìm đến nhà của một bà cụ, đó là cụ Sang, nằm ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và điều đặc biệt ở đây đó là cụ đang sống ở trong một cái ngôi nhà như thế này. Ngôi nhà của cụ thì nằm sâu hun hút ở trong một cái con hẻm. Và đây là cụ Sang. Điều đặc biệt là cụ đang sống ở trong nhà, ở trong ngôi nhà có một cái căn mộ. Cụ, dạ con chào cụ ạ. Chào con. Dạ cụ ơi, mình dạ con hôm nay con đến đây tìm hiểu, con biết qua mạng rất là nhiều, hôm nay con đến tìm hiểu về hoàn cảnh của cụ. Dạ con chào cụ. Cụ năm nay, cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi cụ? 83. Bà 83 tuổi. Trước đây bà thường sống ở đây luôn hay sao bà? Ừ, có chồng về đây 155 tới giờ. Ở Cần Thơ này luôn. Rồi cái nhà cái này là của bà là lâu chưa? Lâu rồi. Lâu bà ở đây từ đó giờ luôn. Cái nhà này là nó tồn tại bao nhiêu năm rồi bà? Cái này mới 10 năm à. Mới 10 năm. Trước đây bà ở đâu? Cũng ở vòng vòng đây nè. Dạ. Tôi đi mận rồi lộn, tôi xin miếng đất cất cho con luôn, mấy bên đây là tôi nhường rồi cho nó ở. Dạ. Rồi ông đâu cụ? Ông chết 10 năm. Mất 10 năm. Ông thì mà mất 10 năm có chôn ở đây luôn hay gì cụ? Thiêu, đất đâu chôn. Dạ, không có đất chôn. Ừ. Rồi hàng ngày thì cụ sống có một mình hả? Có một mình hả? Dạ, sống có một mình, tự nấu ăn, nấu uống luôn hả cụ? Ô, con thấy nhà cụ á, trong ngôi nhà có cụ, có một cái ngôi mộ. Mộ cái bà này hồi đó bà chủ tìm thập giải dưới sân heo á. Dạ. Rồi bà để đi với con. Bà đệ tử của chùa này nè, phải ai đệ tử thì được chôn đây. Dạ. Còn không có đệ tử thì chôn dưới đất Thánh Tây. Gần đây có chùa? Có, bên đây nè. Dạ. Rồi sao tự nhiên cụ lại cất ngay có ngôi mộ của bà cụ ở đây? Tôi giận thằng con thôi. Dạ. Hồi đó nó năn nỉ qua tao chừng con cái nó, chừng sau này nó bất hiếu quá. Rồi đó tôi ở luôn đó, ở giờ tôi dừng quất cánh cứu cửa rồi á, bà mới trả. Giờ mày muốn cho tao ở mày cứ nói tiếng nha, tao đi liền. Chứ mày đừng làm nó mửng đó. Tao mừng mọi mày không không công mà. Mày về mày cứ kiếm chuyện hoài à. Cụ có mấy người cứ con? Hai đứa con. À, bốn đứa, hai trai hai gái mà đi tứ tán hết. Rồi không có nuôi cụ luôn? Có nhỏ gái. Tháng sáng ngoài để về cho được 700. Tháng về cho được 700. Đang làm ở đâu cụ? Hồi đó nó làm việc cho nhà nước Đông Trường Phương Ninh á. Dạ. Rồi nó về hưu cấp đất cho nó. Rồi cái người con kế bên thì cụ giận nên cụ không có qua? Không. Nó đi về vợ nó bán nhà rồi. Vẫn còn ở đây hả cụ? Để đi mướn nhà ở. Rồi không có ở chung với cụ luôn. Bỏ cụ sống mình lên luôn. Rồi có thường lại thăm cụ không? Tối tối có ghé má khỏe không má, rồi là đi về nhà trọ nó ở. Vậy hả? Chứ cũng không thích nó ở chung tôi nữa. Mày có nấu nướng gì cho cụ ăn không? Trời ơi, thân nó còn không rồi, nó ở đi dị vợ nó ở với nhỏ gái Út. Dạ. Năm nay thi đại học đậu rồi. Dạ. Giờ nó vừa đi làm vừa đi học. Dạ. Nhỏ rồi gái, rồi vật dụng đồ điện đài như thế này nè cụ. Rồi nó có được cụ làm gì có tiền để sinh sống qua ngày? Thì lãnh tiền già được 270, đi tiền xe 20 còn 250. Rồi con nó cho ăn tháng 700 đó, ăn nhín nhín. Dạ. Cụ con khi mà cụ ở đây đó, cụ ở gần cái ngôi mộ của cái người đã mất này nè. Cái của cô chịu, cụ có thể giới thiệu con ngôi mộ của cô này là cô của cụ bà Nguyễn Thị. Trăm để mấy tuổi rồi? Bà của cụ bà Nguyễn Thị Có, sinh năm 73, mất năm 1956, vẫn dương 43 tuổi hả cụ hả? Hiện nay thì 110 năm 1913
Dạ, bây giờ 106 tuổi rồi. Bà tuổi với bà chồng, bà già chồng bà. Dạ, hàng ngày bà thì cụ hàng ngày thì cụ vẫn thắp hương. Hả? Hàng ngày thì cụ vẫn thắp hương cho cụ ừ. Cụ bà đó. Thắp sáng năm bốn cây, chiều năm bốn cây. Dạ. Có cúng gì cũng phải luôn. Bà mới phù hộ. Dạ. Rồi cụ ở như thế này lúc đầu mà cụ ở chung với lại cụ bà và cụ có sợ không? Không. Không hả? Bây giờ ở đây quen rồi. Hầu đó ở đây là nghị kỳ mà. Đâu có nhà cửa ai. Cụ bà này là đệ tử bên chùa bên đây. Rồi mất lúc đó cụ biết không? Biết. Nhà ở bên đây đó. Vậy hả? Ngang cửa nè. Mất lúc đó cụ biết luôn? Biết luôn. Bị gì bà ở ngang cửa. Dạ. Hầu đó có mất cái cầu giác đi qua. Dạ. Rồi không có làm gì nổi, rồi cơ tiền đâu cụ mua cơm ăn. Thì con cho 700 cho lãnh tiền già 250 đó. Mỗi ngày cụ tiêu tốn khoảng bao nhiêu tiền? Trời ơi, bà muốn mua nhiêu bà mua. Dạ. Rồi gạo người ta có cho cụ không? Cho ăn không hết. Dạ, người ta cho đủ rồi đúng không? Nhưng mà chỉ còn tiền mình tiêu xài hàng ngày thôi. Chứ con cháu ở xóm thấy cụ tội nghiệp. Thương dạ. 50-100 hoài hả? Cái cụ có này là với cụ là có bà con gì không? Không. Không hả? Bà này ở dưới chợ. Ở dưới chợ. Rồi sao mà khi mà cụ ở như thế này, dạ, rồi cụ ở như thế này rồi như mình sinh hoạt hàng ngày đó, rồi những cái vệ sinh tắm rửa đồ ở đâu cụ? Chỗ này là cái nơi mà cụ sẽ tắm rửa đồ ở đây luôn. Dạ. Chưa có thì vệ sinh cụ tắm rửa ở đâu? Cũng tắm ở đây. Tắm ở đây luôn. Nhưng mà múc nước mà đổ hấu ra, không có đường thoát nước. Ồ, cái chỗ này là nơi rửa chén, vệ sinh tắm rửa chỗ này luôn nè cả nhà. Rồi cái bên đây là cụ nấu nướng đây hả? Ừ. Cụ nấu bằng bếp bếp dầu. Đó, để khi nào cần thiết thì tấu ra hầm lại sợ nó thiêu rồi ăn. Dạ. Chứ nó phật hoài nó cũng sợ quá. Dạ. Ông biết nấu biết ra. Dạ hôm nay. Ôi ơi con thấy đáng thương vô cùng. Cụ ơi, khi mà cụ ở với lại nằm cặp bên cụ bà như thế này, rồi cụ lúc đầu là cũng không sợ mà bây giờ cũng vậy luôn. Chị cụ có thường nằm chiêm bao thấy này kia không? Ba không thấy hả? Nhưng mà khi mà cụ ở như thế này rồi không có thân thích, không có, có nghĩa là không có bà con dòng họ, là chỉ biết nhau lúc là cụ có còn làm đệ tử của chùa thôi. Rồi lúc đó thì cụ khi mà gia đình của cụ có này con cái á. Có nhiều không con? À, đông lắm. Đám ma ngăn người mấy vừa dâu vừa dễ vừa cháu chắc hả mấy 20 bừ. Lại đây hả? Lại đây hả con? Rồi khi người ta biết cụ là sống ở đây vậy đó. Biết. Rồi người ta có la không? Con cháu á? Nó kêu mà bị đất ấm cúng má đâu quá rồi nó đâu có nói gì. Nó còn mang ơn cũng hết. Có người thắp nhang nữa, bầu bạn giống như là bầu bạn. Có đất trên Long Tiền để xây nhà mồ. Anh nó có đi nước ngoài ở gửi tiền về xây nhà mồ. Ba nó chết chôn rồi. Thân Trương Tỉnh để em lấy cốt em bãi về mà tụi nó không chịu lấy. Sao hả con? Nó nói nó đang mần ăn được rồi lấy cốt nó nghèo rồi sao. Cũng như là tâm linh. Người ta cũng sợ ha cụ ha. Đồng đồng nó tẹo không ba ơi? Dạ. Con nó làm bác sĩ không? Bệnh viện trong con của cụ này hả? Cháu ngoại bà, cháu nhỏ cái Út á. Dạ. À, bệnh viện 30 tháng 4 nè, bệnh viện 121 nè. Ôi là bệnh viện lớn không à? Con của cụ có này, con cháu là bác sĩ hết luôn. Cháu ngoại. Ở đây là trước đây ở đây cái khu này gọi là khu gì cụ? Khu vực 4. Khu vực 4. Nhưng mà đây là trầm mã không à, mã một không à. Ở khu vực này mã một không à? Ta lấy cốt hết hả? Rồi ở trên phường đó ta kêu thông báo giữ lấy cốt. Dạ. Lúc cốt thôi ta ủi. Thì mấy người thân nhân người ta lấy hết. Còn nó không cần lấy. Nó lấy rồi nó nghèo sao. Rồi người ta thân cái con cháu của cụ có là không cho lấy luôn. Cho cụ có ăn nghỉ ở đây luôn. Nó không chịu đấy. Nó ở đường nạn nè.
Rồi ông mất lúc mà cụ ông còn sống là vẫn sống ở chỗ này luôn? Ừ. Ông ngủ đây, bà ngủ trên giường, ông chạy chiếu đây nè. Dạ. Có cái bố mà ông không nằm, chạy đây, xe ba gác để đây. Là lúc trước là làm gì mà có xe ba gác cụ? Ông đi mua cái trái. Dạ, còn cụ thì phơi cơm. Ở đây gì có nóng không cụ? Không có quạt đồ, có nóng lắm không? Nóng chứ. Nóng hả? Chưa, nóng mà chứ. Có. Dâu có mua cho cái quạt kìa. Lại phải thao điện. Điện đâu làm gì ra tiền gì đó. Ra rồi cắt điện ngoài. Cái đây là cái sinh hoạt của gia đình của cụ nằm ở khu phố 4. Phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cụ Sen, khu vực 4, cụ Sen. Đây là trong, đặc biệt là trong cái ngôi nhà của cụ đó. Thì đây là cái chiếc giường duy nhất của cụ ngủ. Lúc trước thì ông còn sống thì ông ngủ ở dưới này ha cụ ha. Còn ông ngủ ở dưới này. Thì hiện bây giờ ông đã mất rồi. Thì chỉ còn một mình cụ bà nằm ngủ ở đây. Và đây là cái ngôi mộ của một cô cụ, bà cụ Nguyễn Thị Có, là không là thân nhân gì, không là bà con gì hết, nhưng mà biết đây, nhưng mà sống nhờ cụ thì sống bên đây, còn cụ Có thì nằm ở bên đây. Dạ, thì hàng ngày là cụ vẫn thắp nhang để mà mong cho cái cuộc sống cho độ phù hộ. Dạ, có nhiều người vô đây người ta sợ không cụ ha. Đây là cái ngôi nhà của cụ, và đây là cụ ông. Cụ ông bà. Dạ, cụ ông ở đây. Đây là cái sinh hoạt. Thôi cụ ơi, con hôm nay con đến đây tìm hiểu gia đình của cụ. Thì con chúc, trước tiên là con chúc sức khỏe của cụ, cho cái cuộc sống cụ luôn khỏe mạnh. Rồi cụ sẽ có, khi mà cái clip này lên á, thì mong được mọi người ủng hộ nhiều để tìm đến cái hoàn cảnh những người chân chính. Họ tìm đến cái hoàn cảnh của cụ hoặc là liên hệ đến cụ. Yeah. Cụ bây giờ muốn liên hệ với cụ là liên hệ số điện thoại nào? Đâu không có điện thoại đâu mà. Cụ ngày nào cũng ở nhà hay sao? Ở nhà không. Không, dạ, đang có người ta biết đời tìm đến giúp đỡ cụ thì người ta sẽ dạy tìm. Con nhắc nhắc nói cho cả nhà thêm lại một lần nữa, cụ Lê Thị Sang và ở khu vực 4 ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì ở đây là số mấy ha cụ ha? 96 A. Hẻm 96 A. Dạ, thì nói cụ Sang thì mọi người sẽ biết, nói cụ sống trong nhà có một cái ngôi mộ. À, thì con chúc cụ sức khỏe. Hôm nay con thì con sẽ thắp nhang cho cụ ông với lại hôm nay có dịp thì con sẽ thắp nhang cho cụ ông với lại cụ bà ở đây. Rồi con chúc cụ sức khỏe ha.